Và hôm nay chúng ta thật là may mắn khi được ngồi giao lưu với Khánh Vy trong chương trình Tại Khóa Tu Mùa Hè năm 2023 tại Chùa Hoằng Pháp. Và lời đầu tiên thì xin Khánh Vy có thể gửi lời chào tới tất cả các bạn trong Pháp Đường 1 hôm nay. Bạch quý thầy, A Di Đà Phật, con gửi lời chào tới tất cả các quý thầy đang có mặt tại giảng đường, cũng như gửi lời tất cả các quý thầy đang theo dõi. A Di Đà Phật xin gửi lời chào tới tất cả các quý Phật tử, đó là những người bạn, người anh chị em thân thương. A Di Đà Phật, không có gì hoan hỷ hơn khi được đến trong một môi trường, một không gian mà tất cả chúng ta đều có thể đồng tu và hướng về những điều thiện lành và đi theo ánh sáng của Phật Pháp. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Khánh Vy, Trần Khánh Vy. Mình là một người dẫn chương trình và là một nhà sáng tạo nội dung. Mình thì rất là may mắn khi được hữu duyên bố mẹ cho đi quy y Tam Bảo vào năm 7 tuổi với pháp danh là Tâm Diệu. Cho nên là Tâm Diệu rất là hoan hỷ khi con được có hữu duyên đến chùa, gặp các thầy và gặp các bạn đồng tu ạ. Cảm ơn Khánh Vy. Như lúc nãy thầy đã nói rằng là cách đây 7 năm thầy có xem một cái clip ngắn về việc mà Khánh Vy nói 7 thứ tiếng, và lúc đó Khánh Vy chỉ là một học sinh cấp 3 đúng không ạ? Cấp 3 tại một trường ở Nghệ An. Thì không biết là Khánh Vy đã học như thế nào, đã trau dồi cái cách của mình như thế nào mà có thể nói được 7 thứ tiếng vào cái thời điểm mình chỉ mới là một cô học sinh cấp 3. Khánh Vy có thể chia sẻ không ạ? Bạch thầy, con cảm ơn câu hỏi của thầy ạ. Thực ra là con xin phép được đính chính một chút, là cái clip 7 thứ tiếng của con không phải là clip nói 7 thứ tiếng, mà con nói là clip nhại 7 thứ tiếng. Tức là con có một cái khả năng mà bắt chước một số ngữ điệu của các ngôn ngữ khác ạ. Và con xin phép thầy, con xin phép được xưng là mình với tất cả các bạn ạ. Dạ, thì câu chuyện là mình ngày trước cũng là một người rất là thích ngoại ngữ. Ngày bé thì mình cũng may mắn khi được tiếp xúc với những cái bộ phim trưởng của Trung Quốc, khi mà bố mẹ xem, các chị xem. Và mình nhớ là hồi 4 tuổi, cái từ ngoại ngữ đầu tiên mà mình được học, mà mình đã chia sẻ rất nhiều trên các video clip và các buổi chia sẻ rồi, đó là từ Huang sáng, xie xie nhàng nhàng. Mình nhớ đấy là hai cái từ đầu tiên, hoàng thượng và cảm ơn nương nương, là hai cái từ đầu tiên mà mình được học, chứ không phải là từ tiếng Anh. Mình được nghe trên cái tivi khi mà bố mẹ xem phim. Thì từ đấy mình mới có một thói quen là mình rất là hay giả vờ trùm áo khoác để làm cái áo bào của hoàng thượng với nương nương, rồi đi khắp nhà và nói bolo bola đấy. Và sau đấy thì mẹ mình mới để ý là cái con bé này nó rất là thích nhái lại tivi là một, với cái bài gì phim trưởng mình cũng thuộc được luôn. Và sau đấy là mẹ mình đến năm lớp 3 thì lúc đấy mình là quê ở Vinh, mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh. Và lúc đấy có cái trung tâm tiếng Anh thì mẹ mới bắt đầu cho mình học tiếng Anh. Thì để nói về cái khởi điểm của việc học ngoại ngữ thì mình cũng phải nói rất là trân quý sự định hướng và đầu tư của mẹ từ bé. Khi mà mình lên mình đi học thì hồi cấp 2, cấp 3 mình chỉ nghĩ là học tiếng Anh chỉ để thi thôi. Ví dụ như mình thi học sinh giỏi, mình thi đại học, mình thi chuyển cấp. Nhưng mà khi mà mình lên đại học và mình đi làm á, thì mình thấy rằng là thực sự học tiếng Anh không phải là để đạt cái điểm số gì cả. Có nghĩa là mình học để mình có thêm một cái công cụ, và cái công cụ đấy sẽ giúp mình rất nhiều, vươn xa hơn rất nhiều trong sự nghiệp. Và một cái bí kíp mình đúc rút ra trong quá trình học ngoại ngữ đó là xuyên suốt những năm mà mình bắt đầu học ngoại ngữ, không có một ngày nào là mình không được tiếp xúc với ngoại ngữ, và mình bắt bản thân mình tiếp xúc. Mình có thể viết một câu gì đó, mình nghe một bài hát nào đấy bằng ngoại ngữ, hay mình nghe một cái đoạn podcast hay nghe trên YouTube, hay là mình tự nói ngoại ngữ về chính bản thân mình. Thì dần dần những cái mà mình làm từng tí một, mỗi ngày một chút, 1%, thì nó sẽ tích lên thành 80%, 90%. Có thể là mình không sử dụng được ngay, nhưng sẽ tới một thời điểm cơ hội tới, và nó gặp đúng những cái lúc mà mình đã chuẩn bị kỹ càng trong những năm vừa rồi. Thì chính bản thân mình mới cảm thấy cảm ơn cái bản thân của quá khứ đã cố gắng đến như vậy. Cho nên mình cứ hay tự nhủ rằng là hồi lớp 12 á, mình nhại được rất nhiều thứ tiếng, bởi vì lúc đó mình còn rất trẻ, học rất là dễ. Nhưng mà đến bây giờ mình tốt nghiệp đại học rồi, cái khả năng học tiếng Anh hay là học ngoại ngữ của mình nó giảm thiểu hơn hẳn so với cái thời điểm mình học cấp 2, cấp 3. Cho nên mình cứ hay tự dặn bản thân mình là
ngay ngày hôm nay của chính bản thân mình là lúc mà mình trẻ nhất trong tất cả những năm tháng về sau. Mà học ngoại ngữ thì càng trẻ càng dễ, cho nên rằng là hãy học từ bây giờ và đừng nghĩ rằng nó là quá muộn. Không bao giờ là muộn để bắt đầu học hay bắt đầu ôn luyện một cái gì đó. Cho nên chúc các bạn thật thành công. Cảm ơn Khánh Vy. Người ta nói là quá khứ sẽ là kỷ niệm. Và bây giờ thì thầy mong Khánh Vy có thể phát âm lại về 7 cái thứ tiếng nào đó cho các bạn của chùa Hồng Pháp hôm nay được không ạ? Một câu ngắn nữa thôi. Ngắn ngắn vui vui nha thầy, bởi vì con luôn tâm niệm là hậu sinh khả úy. Các bạn càng sinh về sau thì các bạn càng giỏi hơn và cái khả năng tiếp cận của các bạn càng sâu hơn rất nhiều về mặt ngoại ngữ. Một cái điều nữa là mình thành thạo 3 ngoại ngữ, đó chính là tiếng Kinh, tiếng Việt và tiếng Nghệ An. Cho nên ở đây là chúng ta đang ở chùa Hoàng Pháp, nhưng mà mình muốn hỏi là có bạn nào có quê hương hay là sinh ra và lớn lên tại miền Trung không ạ? Wow, đây là cơ hội để chúng ta phổ cập tiếng Trung cho toàn quốc. Thì dư Minh thử nói những cái câu ní mà bằng tiếng Nghệ An quê hướng mình, mọi người có hiểu chiếu? Thì Tấm Diều cũng muốn hỏi là các Phật tử nghe cũng rõ chứ? Rồi là được, rồi là em vui rồi. Tiếng Anh cũng là một ngoại ngữ mà mình học và mình sử dụng chính khi mà mình đi làm. Thì mình nghĩ là với tiếng Anh thì mọi người cứ nói thoải mái vui vẻ, đừng có quan tâm là mình nói sai đúng gì cả. Mình tin là ở đây rất là nhiều bạn học giỏi tiếng Anh và chắc chắn các bạn sẽ tận dụng được ngoại ngữ đó để thành công hơn nữa trong sự nghiệp. So I'm very happy to be here. Thank you very much for having me. And it's such a pleasure to see all of these beautiful and amazing faces. And we know that we all have the motivation to learn and to become a better version of ourselves. So I wish nothing but the best for all of you. Because as Phật tử, I love you as a family. So I'm very glad to meet you today. Nice to meet you, quý bạch thầy ạ. Và đó là một chút giao lưu của Khánh Vy về ngoại ngữ với các bạn. Đó là ngoại ngữ Vinh, ngoại ngữ Nghệ An, phổ cập cho các bạn miền Nam và cũng như toàn quốc. Cái điều mà thầy cũng thắc mắc, một người đam mê ngoại ngữ, nhưng có những bạn thì thầy biết là không hề thích ngoại ngữ tí nào. Và khi học thì bắt buộc phải học, hoặc là trong môi trường làm việc, bạn đó phải tham gia vào các cái chương trình mà có cái ngoại ngữ thì các bạn cũng có thể thăng tiến được trên công việc của mình. Vậy thì với những cái bạn mà cái sự đam mê ngoại ngữ nó không nhiều lắm đó, không có đam mê dữ lắm đó, vậy thì Khánh Vy có cái lời chia sẻ nào đó để động viên cũng như là cái cách để các bạn có thể phát triển cái niềm đam mê của mình với ngoại ngữ không? Dạ, con cảm ơn câu hỏi của thầy. Dạ thưa thầy, thưa các bạn, đối với mình thì mình thấy rằng là ngày trước người ta hay nói với nhau là ôi bạn này giỏi tiếng này, bạn này giỏi tiếng kia. Nhưng mà với mình khi đã là công cụ ấy, thì chúng ta sẽ quy về nó là thành thạo thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Đã là một công cụ thì chúng ta đều có thể sử dụng được hết. Ví dụ như là cái điện thoại cũng là một công cụ, cái micro cũng là một công cụ, cách chúng ta cầm mic như thế nào để tiếng vang hơn, để nói dễ chịu hơn cũng là một công cụ mà chúng ta hoàn toàn có thể học được. Và ngoại ngữ cũng thế. Mình nghĩ rằng là không nhất thiết phải là mình phải biết tiếng Anh thì mình mới có thể thành công. Có rất nhiều người họ không học tốt tiếng Anh hoặc là họ chưa chạm tới tiếng Anh, họ vẫn có được những đóng góp riêng cho xã hội và điều đấy là một điều rất là đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Về học ngoại ngữ, với những bạn nào mà cảm giác như là biết là cần thiết học ngoại ngữ đó nhưng mà chưa có cái động lực, chưa có niềm đam mê thì không có quá nhiều lời khuyên mình dành cho các bạn. Chỉ khi nào mà chúng ta thực sự va vấp, gặp phải một lời từ chối, gặp một cái sự thất bại trên cái đường đời phát triển công việc của mình thì lúc đó mình mới thấm được cái tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với chính bản thân mình mà thôi. Và mình nghĩ là không nhất thiết phải tiếng Anh, chỉ cần bạn tìm một cái nền văn hóa nào đó mà bạn cảm thấy yêu thích thì bạn có thể học ngoại ngữ của cái nước quốc gia đó. Ví dụ như ngày trước mình thích tiếng Anh, mình thích nghe nhạc US UK thì mình học tiếng Anh. Có những bạn thì thích xem anime thì các bạn học tiếng Nhật. Có những bạn thì thích oppa, onni, otukke thì các bạn lại học tiếng Hàn. Thậm chí có những bạn thích ăn uống của đồ Thái, các bạn suốt ngày đi ăn đồ Thái chẳng hạn, thì các bạn sẽ hỏi đi kha sẩy mạc sẩy mạc. Hoặc là
Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tự tìm ra được liệu mình thích cái điều gì. Mà văn hóa thì có rất là nhiều yếu tố, có thể là âm nhạc, có thể là phim ảnh, có thể là cách người ta giao lưu, nói chuyện, đối đãi với nhau, có thể là một phong cảnh, tất cả rất nhiều thứ để có thể tạo nên một cái nét văn hóa mà chúng ta tìm, chúng ta thích ở điểm gì và chúng ta quyết định học ngoại ngữ đó. Và bên cạnh đấy mình thấy rằng là nhiều người cứ đi tìm rằng là mình phải đam mê cái này thì mình mới làm, mình phải thực sự thích cái đấy thì mình mới làm. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta chưa tìm được đam mê thì chúng ta hãy cố gắng tìm được kỷ luật. Kỷ luật là những gì mà khi chúng ta không muốn làm, cái tâm trái tim của chúng ta không thể làm, thì bộ não của chúng ta vẫn có thể căn dặn mình là mình phải làm. Mình có bản lĩnh để mình chọn giữa việc mình muốn và mình thích. Những cái gì mình thích là mình thích ăn, mình thích ngủ, mình thích chơi, mình thích nói chuyện với người yêu, mình thích gặp gỡ bạn bè. Nhưng cái mình muốn là mình muốn trở nên tốt hơn, đẹp hơn, nhiều tri thức hơn, nhiều đóng góp hơn, được mọi người công nhận hơn. Cái mình thích thì mình có thể nằm là mình nằm ngủ thôi. Nhưng mà cái mình muốn thì yêu cầu mình cần phải học, mình cần phải tìm hiểu. Và lúc mà mình ngày trước mình lười học quá ấy, thì cô giáo chủ nhiệm của mình còn nói với mình một câu là người ta toàn nói là khổ học chứ người ta có bao giờ nói là sướng học đâu. Cứ học là khổ rồi, cho nên cứ phải xác định đi, học cho ấm thân sau này. Và mình cũng nghĩ thế, đấy là một trong những động lực để mình học. Và khi mà chúng ta đạt được một thành tựu gì đó trên cái chặng đường mình theo đuổi ngoại ngữ chẳng hạn, thì dần dần mình sẽ thấy là cái việc đấy nó dễ dàng hơn và nó sẽ tạo nên cái sự hứng thú và đam mê dần dần đối với mình. Thì đối với những bạn nào ngay từ đầu đã không thích thì các bạn có thể bắt đầu bằng việc là xác định bản thân mình là kỷ luật, bản lĩnh để mình theo đuổi một mục tiêu học ngoại ngữ. Có thể là khoảng 2 năm sau các bạn đặt quyết tâm là 1 tháng sau phải học được một từ mới, hay là 1 năm sau phải có bằng IELTS, hay là 2 năm sau phải đi du học, thì chúng ta sẽ dần dần đi từng bước một như thế, và đam mê sẽ đến từ lúc nào mà các bạn không hay, khi mà các bạn cố gắng. Thầy rất cảm ơn Khánh Vy với câu trả lời rất thú vị với những ngoại ngữ chen vào. Vậy thì thầy có một cái thắc mắc rằng là không biết vì mọi người, người ta biết Khánh Vy giỏi ngoại ngữ, và đó có phải là cái duyên của Khánh Vy đến với hành trình làm MC Đường Lên Đỉnh Olympia không? Dạ vâng, quý bạn và quý thầy ạ. Thưa các bạn, mình rất là may mắn khi mà trong lúc mà mình ôn thi đại học, và bố mình có hỏi mình là thế sau này định hướng là con lên đại học với con có định hướng gì không ạ con? Thì mình cũng trả lời là định hướng của con là không muốn bố mẹ phải vất vả về tiền học phí của con, bởi vì gia đình mình là gia đình có 3 chị em gái. Lúc mình mới cấp 1 thì 2 chị mình đã đi học đại học rồi. Bố mẹ mình thì là công chức nhà nước, cho nên là để mà nói là dư giả thì không có. Cũng khá là bố mẹ phải cố gắng rất là nhiều để chị em mình học tập. Thì cái mục tiêu của mình là đi làm thêm một cái gì đấy để có thể trang trải tiền học và không phụ thuộc vào bố mẹ. Đấy là cái mục tiêu lớn nhất của mình khi mình học đại học. Và lúc đấy mình nghĩ là mình sẽ cố gắng là đi làm gia sư tiếng Anh, bởi vì thời điểm đấy là được giải 3 học sinh giỏi quốc gia, cho nên là nghĩ là ok sẽ đi làm gia sư. Đi làm gia sư hoặc là xin phép được vào apply vào VOV là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bởi vì mình có một niềm đam mê từ nhỏ là mình rất là thích được làm truyền hình, làm những cái công việc như là MC, ví dụ như ở trường cũng đi dẫn, hay là làm những công việc MC ở thành phố Vinh nơi mình ở. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ tới việc là mình sẽ có thể được vào VTV làm, bởi vì mình nghĩ là nó quá xa vời với mình. Mình không có một chút liên quan, và tự trong trái tim mình cũng thấy là mình không đủ tự tin để mình làm. Thì may mắn là mình được tham gia một cái chương trình bằng tiếng Anh là IELTS Pay Job ở VTV7, và dần dần được các anh chị tạo điều kiện để mình hợp tác và dẫn chương trình, những chương trình bằng tiếng Anh của VTV7 trong vòng 5 tới 6 năm, tức là từ khi mình học năm nhất cho tới bây giờ mình vẫn còn tham gia nữa. Thì đấy để mình nói với mọi người biết rằng là xuất phát của gia đình mình có thể là không có giàu của cải, nhưng mà bố mẹ rất là giàu tri thức và luôn luôn đặt trọng tâm là việc học. Cho nên mình nghĩ rằng có những bạn nào mà đang cảm thấy hơi bối rối là mình không biết nên làm gì đi đâu, hay là cảm giác như những gì mình thích không thể dành cho mình được bởi vì mình không xứng đáng, thì mình muốn nói rằng là các bạn cứ cố gắng đi, rồi là cơ hội sẽ tới, chắc chắn cơ hội sẽ tới với mọi người đúng lúc mà các bạn cần nhất. Bởi vì khi mình cố gắng thì vũ trụ sẽ giúp mình mà, cho nên là cứ từ từ mà làm thôi. Và trong vòng 5 năm mình dẫn chương trình của VTV7 thì không phải khi nào nó cũng thuận buồm xuôi gió, cũng có những lúc rất là va vấp, bấp bênh vì cái trình độ của mình chưa tới này, chưa đạt được cái sự hài lòng của khán giả hay chính cả những người sếp, những anh chị đồng nghiệp của mình. Nhưng mà mình luôn nói
tự với tự bản thân mình rằng là tài năng của mình thì có thể không nhiều, nhưng mà cái sức chịu đựng của mình thì phải là nhiều nhất, phải cao nhất. Dù đi làm và lương có thể là không nhiều, không đủ trang trải chẳng hạn, thì mình vẫn sẽ cố sức làm. Bởi vì khi mà mình làm nhiều hơn với cái mức mình được nhận á, thì dần dần mình sẽ cải thiện được kỹ năng của mình và mình thể hiện được cho là mình có nhiều đóng góp hơn cho xã hội, cho cái tổ chức mình đang ở, và người ta sẽ có thể tạo thêm nhiều cơ hội cho mình. Vì vậy, nếu mà bây giờ mình nhìn lại thời trước của mình và mình thấy rằng là liệu mình có tiếp tục con đường đấy không, thì mình sẽ nói là mình có. Bởi vì lúc còn trẻ á, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều về việc là bây giờ chúng ta làm ở công ty này thì mình sẽ được mức lương là bao nhiêu, hay là mình sẽ được công đãi ngộ được bao nhiêu, hay mình sẽ được công nhận như thế nào. Mình cứ dồn hết cái sức trẻ của mình để cống hiến, và chắc chắn một ngày họ sẽ nhận ra điều đó và cho mình nhiều cơ hội hơn. 5 năm mình dẫn ở VTV7, mình không bao giờ nghĩ như thầy hỏi là mình sẽ có một chút công việc gì tại Đường Lên Đỉnh Olympia. Bởi vì đấy là một chương trình mà phải nói là 23 tuổi rồi, mà mình với Olympia sinh ra trong cùng một năm các bạn ạ, năm 1999. Và mình xem Olympia từ cái thời mình còn nhỏ, và bố mẹ mình cũng thế. Mình đơn giản chỉ là một người theo dõi, thưởng thức chương trình thôi. Và tới một ngày thì mình được anh đạo diễn gọi điện và nói là em dẫn Olympia đi. Và mình nghĩ là đó là một giấc mơ mình không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mình nghĩ lại là đó là quy luật 5 năm, quy luật 6 năm, quy luật 10 năm. Có những cái việc mình làm á, không phải là ngày hôm nay mình làm, ngày mai mình có kết quả luôn, hoặc là hôm nay mình làm, năm sau mình có kết quả luôn. Mà có những cái việc mình làm bền bỉ mỗi ngày, có thể trong cả 5 năm đó chưa có ai thấy nhiều, nhưng sẽ tới một cái quy luật, đó là sau 5 năm mình sẽ đạt được một cái gì đó nó lớn hơn một chút, nó được coi là thành tựu hơn một chút. Và mình nghĩ rằng là mình cũng không phải là người dẫn giỏi nhất, giọng mình cũng không phải là hay nhất, mặt mình cũng không phải là xinh nhất, ngoại hình mình cũng không phải là tuyệt vời nhất, tri thức mình cũng không phải là nhất, mà chỉ đơn giản là chắc là mình là người biết lắng nghe lời góp ý của mọi người nhất, và mình sẵn sàng để học hỏi cố gắng nhất. Cho nên trong tất cả mọi trường hợp thì đấy là cái yếu tố tiên quyết để mình có được tất cả những cơ hội mà mình mong muốn. Vì vậy mình mong rằng là tất cả chúng ta nếu có một chút tự ti gì đó với bản thân mình thì hãy tạm thời gác nó sang một bên và tự nhủ mình là người cố gắng nhất, thì khi cố gắng nhất thì chúng ta sẽ được nhiều cơ hội nhất. Cảm ơn Khánh Vy. Các bạn có xin thân mến, như Khánh Vy nói đó, là một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên cơ hội nó ùa vào lòng mình thôi. Thì do đó các bạn cứ sống đi, cứ làm việc đi, cứ cống hiến đi, rồi một ngày thời cũng sẽ tới. Người ta nói rằng là thuyền to thì sóng lớn. Vậy thì khi bước lên một cái vị trí khác, một môi trường khác, một công việc khác, thì Khánh Vy có gặp nhiều áp lực, cũng như là cái cách mà Khánh Vy vượt qua áp lực công việc đó như thế nào không ạ? Cảm ơn câu hỏi của thầy ạ. Dạ, thưa thầy, thưa các bạn Phật tử, mình tin rằng là trong cuộc sống ai cũng có áp lực hết, dù là các bạn làm công việc gì hay là làm gì, đúng không ạ? Bởi vì là cái niềm vui hay nỗi buồn nó là một phần tất yếu trong cuộc sống và nó cứ đan xen lẫn nhau á. Có ai dám khẳng định giơ tay là trong cuộc sống mình không có áp lực không ạ? Không, đúng không? Mình tin là trong cuộc sống ai cũng có áp lực, ai cũng có những vấn đề mà mình đang phải giải quyết. Và khi mình có áp lực thì mình cũng nghĩ được điều đấy. Mình nghĩ rằng là áp lực không phải là của mỗi riêng mình, mà tất cả chúng ta, dù là ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, dù có là người giới tính này hay giới tính khác, tất cả chúng ta đều có áp lực chung hết, công việc gì cũng có áp lực. Và khi mình nghĩ rằng cái câu mà ở đời mọi sự của chung, có cái gì cũng là áp lực như thế, chỉ là những cái hình hài của áp lực á, nó khác nhau một chút thôi. Thì khi mình tự dặn mình cái câu đấy thì mình nghĩ là mình có, mọi người vượt qua được thì mình cũng vượt qua được. Và có cái thứ hai khi mà mình gặp áp lực, đó là mình sẽ luôn luôn cố gắng hạ cái tôi của mình xuống một chút xíu. Tức là chúng ta sẽ rất là sợ thất bại, sợ bị chê cười, sợ bị góp ý. Bởi vì là thuốc đắng dã tật, thường thường những cái lời nói thật thì mang lại cho mình những cái sự hơi buồn một chút, hơi không thoải mái một chút. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ rằng
kể cả chuyên gia cũng bắt đầu từ cái bước đầu tiên là một cái người mới bắt đầu thôi, một cái người học chữ vỡ lòng thôi, thì chúng ta coi là trong mọi cái chặng đường chúng ta làm việc, chúng ta cũng chỉ là một cái người bắt đầu thôi. Mà cái người mới bắt đầu beginner thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều lỗi sai, có những cái điều mà mình còn chưa hoàn thiện thì mình phải hoàn thiện, liên tục lắng nghe những lời góp ý của người khác từ bố mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè, các sếp, các đồng nghiệp của mình, và không bao giờ được tự ái và không được bảo thủ. Mình nghĩ là cái sự bảo thủ là một cái kẻ thù lớn nhất của việc có thể học được tất cả những thứ gì và trong cái sự áp lực. Và nếu như mà trong cuộc sống các bạn áp lực quá, dù là công việc hay học tập, nếu các bạn có thể các bạn cứ khóc đi, khóc vẹt gà thoải mái, rồi đến một cái khu vực nào đó các bạn hét lên, trời đất ơi, đau khổ quá. Các bạn cứ làm tất cả những gì mà các bạn có thể làm để khiến các bạn cảm thấy thoải mái, đừng ảnh hưởng và đừng làm hại tới người khác là được. Các bạn giải tỏa bằng cách của các bạn. Có những người không khóc được thì các bạn hãy ngồi viết ra tất cả những gì mà các bạn có ở trong đầu, những cái bộn bề suy nghĩ, những cái lo toan, những cái mớ hỗn độn mà các bạn không giải quyết được. Bởi vì người ta có nghiên cứu rồi mà, khi mà viết ra thì mình đã giải quyết được 50% vấn đề của mình rồi. Và có một việc nữa là các bạn tụng kinh. Là một cái việc mà mình rất là hay làm từ ngày xưa. Từ bây giờ mình vẫn giữ một thói quen là mình tụng kinh. Khi nào mình buồn, mình mệt hay mình không biết làm cái gì, cứ lên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên rồi ngồi tụng kinh. Mình vẫn nhớ cái bài tụng kinh là bài lời khấn nguyện mà mình đọc từ bé tới lớn. Tới bây giờ khi nào buồn quá cũng cứ đọc, khi nào áp lực quá cũng cứ đọc. Cho là các bạn cũng đọc bài đấy rồi đúng không? Lời khấn nguyện ấy ạ: kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng, xin chứng giám lòng con, với tất cả tâm thành dâng lên lời khấn nguyện. Rồi còn có nhiều khổ nữa, nhiều có khổ thơ ấy, không phải sự khổ sở. Ý là mình đã khổ thơ ấy. Những cái đấy cũng là những cái mà giúp mình vượt qua được những giai đoạn rất khó khăn. Ví dụ như là cho tâm con sung sướng khi thấy người thành công, hoặc cây tạo phước lành như chính con làm được. Tức là chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy vui khi người khác thành công. Chúng ta thấy người khác thành công thì chúng ta phải biết vỗ tay cho thành công của người khác. Rồi cái lượt vỗ tay đó cũng sẽ tới với mình khi mình cố gắng. Cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi. Trong mọi trường hợp hãy luôn khiêm nhường, hãy luôn khiêm tốn. Khi mình đến bất cứ đâu cũng sẽ có một người biết một cái gì đó hơn mình. Và mỗi người thì đều mạnh ở một thế mạnh khác nhau, cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta biết học hỏi lẫn nhau, tôn trọng những cái khuyết điểm của nhau, khiếm khuyết của nhau, tôn trọng khiếm khuyết của mình và cùng nhau hoàn thiện và tôn trọng người khác. Cho tay con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Đó là hãy luôn luôn biết yêu thương mọi người, tôn trọng mọi người, giúp được ai thì mình giúp. Rồi cái giúp đó cũng sẽ khiến cho cái năng lượng mình đang sống nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó hoan hỉ hơn. Và có rất là nhiều thứ mà mình nghĩ rằng là chúng ta đều có thể tự tìm ra cách để chúng ta tốt hơn, đỡ buồn hơn mỗi ngày. Và luôn nhớ rằng là nơi nào có bùn thì không có sen, nơi nào có sen thì chắc chắn là có bùn. Hạnh phúc và sự áp lực, sự khổ đau, nước mắt nó luôn luôn đan xen vào nhau. Mà có hạnh phúc, nó có khổ đau thì mới có hạnh phúc đúng không? Cho nên lúc chúng ta áp lực là lúc chúng ta đang đi lên. Bởi vì đi lên dốc thì nó mới mệt, nó mới vất vả. Cho nên cứ tự dặn mình là lúc đấy mình đang đi lên, mình đang phát triển nhất. Chỉ có mình mới cứu mình được thôi, chỉ có mình mới giúp mình vui vẻ hơn được thôi, chứ có gì đâu. Cho nên là mình mong là áp lực ai cũng sẽ có hết, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ là người tự biết tìm cách để vượt qua nó và cố gắng cho một mục đích tốt hơn. Thầy xin hỏi Khánh Vy một cái quan điểm như thế này, là trong cái vũ trụ Gen Z đó, thì Khánh Vy nghĩ là những gì là điểm mạnh của Gen Z và những gì là điểm mà cần khắc phục, cần phải hạn chế của Gen Z bây giờ? Dạ vâng, con cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi vĩ mô á thầy ạ. Dạ, con là một người trong thế hệ Gen Z. Và ở đây ai Gen Z các bạn có thể giơ tay đâu không ạ? À hết rằng được. Ơ thế ở đây có anh chị nào là Gen Y không ạ? Thì cái câu chuyện về cái Gen Z là cái mà chúng ta, chủ đề mà chúng ta được lắng nghe rất là nhiều. Thì Gen Z là những bạn mà theo như mình được đọc, mình không nhớ cái con số chính xác, có những nơi thì nói là bắt đầu từ năm 1995, có những nơi thì nói là bắt đầu từ năm 1997, cho như là từ 95 đi, 22 cái tuổi đó. Rồi tới năm 2012 đúng không ạ? Gọi đúng là 2012 không các bạn? Rồi sau 2012 thì sẽ được gọi là Gen Alpha, là cái lứa mà các bạn nhỏ hơn á.
Thì Gen Z của chúng ta đầu tiên là được sinh ra và lớn lên trong một môi trường có rất là nhiều sự phát triển của công nghệ, của thiết bị hiện đại, của toàn cầu hóa, của hội nhập. Thành ra là chúng ta được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới, chúng ta được tiếp cận thông tin một cách nhanh hơn, chúng ta có nhiều cái phương tiện giải trí hơn, không chỉ là YouTube, Facebook nữa, mà còn là TikTok, mà bây giờ còn có cả Thread nữa đúng không? Các bạn đã dùng Thread chưa? Đó. Có rất là nhiều thứ, Twitter, và chúng ta là một công dân ở trên đấy, chúng ta học ở trên đấy, chơi ở trên đấy, giao lưu ở trên đấy, dùng ở trên đấy. Nên là mình thấy là Gen Z có một cái khía cạnh, đó là các bạn đều có thể là người làm chủ công nghệ. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời của chúng ta, bởi vì bây giờ là thời đại công nghệ. Cái thứ hai là chúng ta, mình thấy là mình không dám nói là thế hệ này, thế hệ kia khác nhau như thế nào, bởi vì thế hệ nào cũng có cái điểm này, điểm kia và ngược lại. Có một cái điều mà mình đúc rút ra từ bản thân mình nhá, về cái điểm yếu của Gen Z, đó là mình dùng điện thoại quá nhiều. Có những ngày screen time, cái thời gian mình dùng trên điện thoại của mình rơi vào tầm khoảng 8 tiếng đồng hồ đến 10 tiếng đồng hồ. Tuy là mình cũng là một người hoạt động ở trên mạng xã hội và phải dùng điện thoại để làm việc nữa, nhưng đấy là một con số rất lớn. Và cái vấn đề của những cái việc mà chúng ta xem những cái video clip quá nhiều, quá ngắn á, thì sẽ sản sinh ra, theo mình được đọc, là dopamine. Và khi cái dopamine này nó nhiều quá, khiến cho mình khó tập trung, khó ngồi yên. Với bản thân mình là sau khi mình xem là mình hoa mắt chóng mặt, mình không làm việc gì và thời gian nó trôi qua nhanh. Cho nên mình nghĩ rằng đấy là cái điểm yếu của bản thân mình, mà mình không biết là các bạn Gen Z có ai như mình không. Thì cái điều quan trọng đó là chúng ta biết điểm dừng ở đâu và chúng ta có một cái khả năng tự chủ được những cái hành động của mình. Ví dụ khi xem nhiều quá thì nên tạm thời cắt đi, tập một chút thể dục, hít thở, uống một tí nước, làm một cái gì đó nó cho gọn gàng, cho dễ chịu, như việc là dọn cái nhà, quét cái nhà, lau cái sân, nói chuyện với mọi người. Và một cái điểm nữa của Gen Z ở theo như mình thấy đó là vẫn có những cái tính trì hoãn. Ở đây có ai trì hoãn không ạ? Con ngưỡng mộ thầy quá, thầy không trì hoãn đúng không thầy? Thực ra là cũng có. Cái tính trì hoãn là cái tính mà thôi có deadline thôi, được rồi mai làm. Mai làm thì đến khi nước gần cổ mới làm. Hay là mình cứ delay, mình cứ trì hoãn những cái việc mình cần phải làm tới ngày kia, ngày mai, tới những cái giây phút cuối cùng. Mình có một cái điều mà mình có thể học được và chia sẻ được với mọi người khi mà các bạn trong cái giai đoạn trì hoãn quá, đó là các bạn tự ở trong đầu đếm 5 giây. Đây là gọi là quy luật 5 giây. Các bạn đang nằm chẳng hạn, các bạn cần làm một bài khóa luận ngay liền lập tức, các bạn đếm tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn làm cái khóa luận này rồi. 5, 4, 3, 2, 1, bật dậy. Bật dậy phải làm. Và trong cái 5, 4, 3, 2, 1 đấy, các bạn phải bật dậy luôn. Và đấy là cái bước đi đầu tiên, cái hành động đầu tiên để các bạn có thể kéo dây cót và lên cho cái mình cái năng lượng để các bạn làm. Và ngoài ra mà các bạn làm gì á, các bạn cứ để điện thoại và để chế độ quay time lapse á. Các bạn đừng có cầm điện thoại mà để điện thoại đó quay chính bản thân mình đang ngồi học. Thì lúc đấy bạn vừa không phải cầm điện thoại mà bạn lại còn cảm giác như là có ai đấy đang quan sát mình phải cố gắng hơn nhiều. Và các bạn sẽ làm tập trung hơn trong vòng khoảng 15 phút tới 25 phút. Khi mà các bạn nhìn lại cái video clip đấy thì các bạn sẽ cảm giác là ô, nhìn mình học cũng ok la phết đấy chứ. Mình cũng là người năng suất phết đấy chứ. Thì từ cái đó mình lại càng có động lực để mình làm hơn rất là nhiều. Và mình thấy rằng là dù có sinh ra trong thế hệ nào thì có ba từ khóa mà chúng ta cũng đều có thể đặt lên cân đo đong đếm để mình có thể hướng tới, đó là ba từ khóa ask, ASK. A là attitude, là thái độ. Dù làm bất cứ việc gì ở trong thế hệ nào cũng phải luôn có thái độ tích cực, cởi mở, khiêm nhường, không biết cái gì thì hỏi, người khác hỏi thì trả lời, giúp đỡ mọi người, thái độ tích cực, chủ động. S đó là skill, đó là kỹ năng. Có rất nhiều kỹ năng mà chúng ta có thể học, từ kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp với người này người kia nên như thế nào cho tốt, kỹ năng nói trước đám đông nên như thế nào cho tốt để khi mình hội họp sau này mình có thể thuyết phục được người ta theo ý kiến của mình, hay là những cái kỹ năng để chăm sóc bản thân, quản trị bản thân như thế nào. Và cái tiếp tục đó là K, knowledge, đó là kiến thức. Kiến thức là vô hạn, hiểu biết là hữu hạn. Tất cả chúng ta đều có thể mỗi ngày học thêm một cái gì đó. Dù có thể là đọc báo mạng, có thể là đọc một trang sách, có thể là tụng một bài kinh, có thể là gặp gỡ một người mới hay hỏi các bạn bè của mình. Tất cả đều giúp chúng ta có thêm kiến thức. Và tri thức không bao giờ là một cái thừa thãi. Chúng ta học được càng nhiều càng tốt. Và sau này thì bản thân của chúng ta trong tương lai sẽ cảm ơn chúng ta bây giờ về việc cố gắng nỗ lực như thế. Cho nên là mình nghĩ rằng là đấy là những cái điều mà Gen Z chúng ta có thể check note lại và suy nghĩ là như thế nào để mình tốt hơn. Còn thế hệ nào thì cũng có điều để đáng học hỏi hết.
Thầy xin cảm ơn Khánh Vy với câu hỏi là thầy không trì hoãn sao? Thầy sẽ kể cho Khánh Vy và các bạn nghe về sự trì hoãn ngay bây giờ của thầy. Đó là khi thầy trụ trì có nói thầy liên hệ với Khánh Vy để biết là hôm nay thầy sẽ hỏi những gì, thầy sẽ talk show, thầy sẽ workshop những gì với Khánh Vy, thì thầy đã trì hoãn cái việc đó cho tới bây giờ. Có nghĩa là những điều thầy đang nói, những câu hỏi thầy đặt ra chưa hề lên kịch bản trước. Và lúc nãy đó Khánh Vy có nói một cái cụm từ, đó là dopamine. Chúng ta với thân thể này, với thân thể vật lý này, chúng ta có fast food. Mà fast food thì là chúng ta fast body. Vậy thì những cái reels, story trên TikTok nè, Instagram nè, Facebook nè, nó cũng là dạng fast food của the mind, của tinh thần đó. Thì dopamine nhiều quá, các bạn sẽ cảm thấy được sung sướng, được hạnh phúc. Nhưng khi trong những sinh hoạt hàng ngày của các bạn, mà những sinh hoạt như là gặp bạn bè, nói chuyện, làm việc nhà, nấu cơm, rửa chén, v.v. những việc đó không đáp ứng đủ dopamine cho các bạn, và nó cũng làm các bạn thành một cái cơn nghiện, ức chế thần kinh và hạn chế đi cái mức sản xuất những nội tiết tố hạnh phúc, đó là endorphin và serotonin. Chỗ này thầy muốn nói đây, có nhiều bạn Gen Z bây giờ đó đến chùa nghe pháp thoại là để giống như gặp sư Giác Minh Luật nè, thầy Tâm Nguyên nè, sư cô Giác Lễ Hiếu nè, thầy Minh Niệm nè, để làm gì, để làm gì? Để bổ sung serotonin và endorphin. Vậy thì điều thầy muốn hỏi rằng cơ duyên nào mà Khánh Vy đến với Phật Pháp, đến với chùa? Là bạch quý thầy, con phải nói là con cũng là một người dẫn chương trình, con cũng toàn đi hỏi người khác, nhưng mà con phải nói là cái khả năng thầy dẫn dắt, thầy đặt câu hỏi một cách rất là mượt mà lúc con nghe thầy chia sẻ, con không thể đoán trước được câu hỏi sắp tới thầy hỏi con là gì. Phải nói là rất là tuyệt vời, và kiến thức của thầy cũng rất là nhiều nữa, cho nên phải nói rất là hữu duyên khi con được gặp thầy và nói chuyện với thầy. Và quay trở lại với câu hỏi của thầy, đó là cơ duyên nào mà con tới với Phật Pháp ạ? Đấy là con nghĩ là con rất là may mắn khi con được sinh ra trong một gia đình mà gia đình con theo Phật. Và ở nhà thì có bàn thờ, là có bàn thờ gia tiên và bàn thờ của chư Phật. Và ngay từ bé thì mẹ con đã có rất là nhiều cái quyển sách tụng kinh ấy, từ Chú Đại Bi, từ Kinh Cầu An, Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng Vương Bột, Kinh Địa Tạng. Những cái lời cầu an, lời khấn nguyện, rất là nhiều thứ, bài sám hối. Thì theo thói quen thấy mẹ ngồi đọc vào mỗi 1/30, mùng 1 ngồi tụng kinh. Và ngày 15, 16, 14 thì mình cũng theo thói quen, mình cũng đọc như mẹ luôn. Và sau đấy thì may mắn là khi được mẹ cho đi quy y. Và con nghĩ rằng là dù mình theo Phật giáo hay là mình theo bất cứ cái niềm tin nào á, thì cái điều quan trọng nhất đó là vẫn học và giữ cho mình được cái sự thánh thiện, cái sự hướng về cái sự thiện lành. Con thì từ bé rất là hay thắp hương cho gia tiên, bởi vì là ở trên bàn thờ gia tiên của con thì có ông cố, bà cố và ông nội. Và mình hay luôn luôn nghĩ rằng là từng có mặt của mình đây là công sức của rất nhiều thế hệ ở đi trước. Đó là bố mẹ, đó là ông bà, đó là tổ tiên hàng nghìn đời, nghìn kiếp của mình. Và mình rất là may mắn khi mà Phật Pháp đã mang lại cho mình rất là nhiều kiến thức, tri thức về đời sống và khiến mình biết tu tập như thế nào. Ngày trước cũng hay hỏi mẹ là mẹ ơi, thế mẹ suốt ngày nói con tu, rồi là mẹ nói mẹ cứ tu, tu có nghĩa là gì hả mẹ, sao lại tu? Sau mẹ cũng giải thích tu tập có nghĩa là mình biết thay đổi, mình biết chuyển đổi bản thân mình hiểu về đời sống, về vô thường nhiều hơn. Tu tập có nghĩa là mình biết là mình còn những cái khiếm khuyết gì thì mình cố gắng sửa đổi những cái khiếm khuyết đó, không làm hại ai, không làm xấu tới ai, và làm tốt cho mình, làm đẹp cho đời. Và mình vẫn nhớ, mình vẫn đọc sách và mình vẫn nốt ở trong một quyển sổ những cái lời của thầy Thích Nhất Hạnh. Như thầy có chia sẻ là các thầy như là thầy Minh Niệm, các thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ, nói về những bài giảng pháp
Thì trong đấy, bỗng dưng có mình mới nhớ một cái câu, đó là trong tất cả những bông hoa đẹp, mình không thể nói được y chang từng chữ, đại loại là trong tất cả những bông hoa đẹp, sự lương thiện là bông hoa đẹp nhất. Trong tất cả những món quà thì yêu thương, quý nhau chân thành là món quà quý giá nhất. Trong tất cả những niềm hạnh phúc thì ở cạnh nhau, hiện hữu bên cạnh nhau là hạnh phúc nhất. Cho nên đến cuối cùng thì sự tu tập vẫn là giúp cho chúng ta trở nên tốt hơn, yêu thương nhau hơn, an yên hơn. Và con nghĩ rằng là đấy là một cái hữu duyên của con, và con cảm giác như là con rất là trân trọng, và cảm giác như đấy là từ kiếp trước là mình đã có cái duyên tới với Phật Pháp rồi, và kiếp nay mình cũng đi theo con đường của chánh đạo, luôn luôn mong rằng là mình sẽ có thể đi theo được con đường đó. Mình rất là hay để hình ảnh là Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên điện thoại, thì mình cũng biết là mình để từ hồi bé, mình cũng từ khi mình có điện thoại, mình cũng biết là có rất là nhiều ý kiến là có thể không tốt hay là này kia. Nhưng mà bởi vì mình là một người có cung sư tử, mình rất là nóng tính, mình rất là hay bực mình, và ngày trước là mình có cái gì là mình làm tùm lum tùm lang lên, mình điên rồ lên. Không phải là để hình ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát là để xin là Phật gia hộ độ trì, đương nhiên là một phần đó, nhưng mà một phần hơn nữa đó là học được cái sự từ bi và nhẫn nhục của hạnh nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi nào mà mình bực mình quá thì mình mở điện thoại ra, mình nghĩ rằng là phải từ bi một chút, phải nhẫn một chút, cuộc sống là phải nhẫn một chút. Bởi vì khi mình từ bi, mình biết nhẫn nhục thì mình mới biết yêu thương tới mọi người, và mình có được cái sự an yên trong tâm hồn. Khi nào ngủ dậy cũng nghĩ tới những cái điều gì mình cảm thấy may mắn, biết ơn mình có, thì mình cảm thấy là cuộc sống nó an yên hơn. Như kiểu cái câu là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Và mình mong là tất cả chúng ta đều có thể đi theo con đường chánh đạo. Và dù chúng ta có theo đạo Phật hay không, hay bất cứ tôn giáo nào, thì mình tin rằng là mọi tôn giáo đều đáng quý, đều đáng trân trọng, đều giúp con người hướng về cái thiện, cái lành, cái tốt đẹp hơn. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt, chúng ta tôn trọng những cái sự đa dạng của tôn giáo, của màu da, của tính cách, của suy nghĩ, thì đấy là cách mà chúng ta có thể sống hòa hợp nhất. Ví dụ như mình theo đạo Phật, nhưng mà ekip của mình thì rất nhiều anh chị theo công giáo. Ví dụ như bạn trợ lý của mình ngày hôm nay đi cũng là theo đạo Thiên Chúa giáo, và cũng đưa bạn đến để bạn xem rằng là ở chùa thì có những cái gì hay này để chúng ta có thể xem này. Và điều quan trọng nhất đó là sự học hỏi lẫn nhau, trân trọng lẫn nhau, dù là mình đang làm gì, ở đâu, thì luôn mỉm cười và tôn trọng nhau trong từng hơi thở và bước đi ạ. Lúc nãy Khánh Vy có nói là Khánh Vy thuộc cung sư tử, tức là hơi nóng giận đó, hơi có cái lửa trong người nó hơi nhiều. Hình như là thầy Tâm Nguyên có nói một câu như thế này: nóng giận là bản năng, mà tĩnh lặng là bản lĩnh. Vậy thì thái độ của mình là attitude đó. Vậy thì theo như Khánh Vy nghĩ là cái thái độ của mình, cái cách nhìn nhận của mình, và những điều mà mình nhận được, học hỏi được khi mà mình đến với chùa, đến với đạo, và mình áp dụng trong cuộc sống để chuyển hóa, thì như thế nào Khánh Vy? Khánh Vy chia sẻ để các bạn có thể học hỏi theo đó. Cảm ơn thầy ạ. Wow, đây là một câu hỏi cũng rất là vĩ mô, nhưng mà nó cũng có một chút nào đó yêu thương ở trái tim mình, khi mà mình rất là trân quý khi có hữu duyên làm Phật tử. Từ năm 7 tuổi tới bây giờ thì chắc là cũng được như vậy là mười mấy năm đó, hơn 10 năm rồi, và cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ để mình học. Mình chưa hiểu rõ nhiều về Phật Pháp, mình chỉ đơn giản là một người mà có thể lắng nghe các thầy và có thể có những bạn đồng tu như bây giờ tụng một chút kinh. Mà để hiểu thì thực sự có rất là nhiều thứ mình cần phải tìm hiểu hơn nữa. Việc tu còn kém cỏi mà. Và cái điều chuyển hóa mình đó là cái đầu tiên, đó là khi mà theo Phật Pháp thì mình thấy cái điều quan trọng nhất đó là biết trước, biết sau, hướng về những cái gì mà đã giúp mình có được ngày hôm nay. Ở nhà mình thì có bàn thờ, cả bàn thờ chư Phật, có bàn thờ gia tiên. Khi nào mình lên thì cái điều quan trọng nhất đó là mình vẫn cảm thấy trân trọng. Đầu tiên là tổ tiên, ông bà của mình đã cho con có ngày hôm nay. Và cái điều đó cũng liên quan tới những cái điều mà mình tụng kinh được, đó là chúng ta vẫn hay nói lời sám hối tội lỗi của mình từ kiếp trước, kiếp này tội dồn. Chúng mình vẫn hay nói rằng là chúng con cúi xin hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, cho tất cả những oan gia trái chủ, cho tất cả những người mà con đã lỡ làm tổn thương từ kiếp trước, kiếp này tội dồn. Chúng ta vẫn hay nói rằng là chúng con xin được gọi là hồi hướng công đức như vậy để thấy rằng là sự có mặt
của mình ở trên đời này, đó là sự kết nối của rất nhiều những cái nguồn năng lượng chân quý. Đó là một cái vòng mà chúng ta trân trọng và chúng ta tu tập hơn mỗi ở cái thời điểm đó. Một cái sự chuyển hóa nữa mà theo con, đó là con cảm giác như là con biết yêu thương mọi người hơn. Bởi vì ngày xưa thì con cũng rất là hay cạnh tranh ngầm với bạn ấy, tức là kiểu đi học thì sẽ nói là bạn này có vẻ học giỏi, mình muốn học giỏi hơn. Hay là bạn này có vẻ xinh, mình cũng muốn xinh như thế. Đương nhiên đấy là những cái điều hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình càng lớn lên thì mình càng thấy rằng là cuộc sống chưa bao giờ là một cuộc chiến giữa mình và người khác. Bởi vì sự thật là mình có thể gắn bó với nhau trong khoảng giai đoạn có thể cấp 2, cấp 3. Nhưng lên đại học, mỗi người một hướng, mình lại tiếp tục gặp những người mới. Khi mình đi làm, mình lại tiếp tục gặp những người mới. Chả lẽ mỗi lần mình gặp ai, mình cũng có những cuộc đua như thế? Thì cuộc đua đấy rất là ngắn và nó cũng thực sự là không đáng. Mà đơn giản cuộc sống chỉ là cái cuộc đua giữa mình và chính mình thôi. Mình có hôm nay có tốt hơn mình của 10 năm trước không? Mình có tiến bộ hơn nhiều không? Mình có học được nhiều thêm không? Tâm mình có thiện lành được nhiều hơn không? Đấy là cuộc đua mà mình nên tập trung. Nên là chúng ta vẫn hay so sánh mình với người khác, so sánh những cái mà người ta được với cái mình không được, so sánh những cái mà người ta tốt nhất với những cái mình kém nhất. Và khi nào cũng thấy là tại sao mà mình lại thế nhỉ? Hay là tại sao người ta lại thế nhỉ? Nhưng mà tất cả mọi cái rèn luyện đều là xứng đáng hết. Như thầy nói là thuyền càng to thì sóng càng to. Cho nên là tất cả những người mình gặp thì đều đang có những cái cuộc chiến ở trong cuộc sống của họ. Họ đang trải qua những khó khăn vất vả. Nên cái điều tuyệt vời hơn mình có thể làm đó chính là mình mở cửa, mình gặp ai thì mình mỉm cười chào người đó. Nếu đó là Phật tử thì A-di-đà Phật và cầu chúc họ tất cả những điều tốt lành, tốt đẹp. Và ngoài ra thì mình hay nghĩ về khi mà học Phật và tìm hiểu về Phật Pháp, dù mình biết rất là một chút chút thôi, thì mình vẫn hay nghĩ về từ nghiệp. Như giờ chúng ta nói là tu là thay đổi bản thân mình tốt hơn, đúng không? Còn nghiệp thì chúng ta hay trêu nhau là ôi rồi nghiệp. Thì mình cũng nghĩ rằng nghiệp đó chính là những cái thói quen mà chúng ta đã có. Nghiệp có thể là nghiệp tốt, nghiệp có thể là nghiệp xấu, cũng như thói quen có thể là thói quen tốt, có thể là thói quen xấu. Ví dụ như người ta hay gặp một ai đấy vất vả quá, rồi có nhiều khó khăn quá, thì mình sẽ nghĩ là tội nghiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy ai đó làm những cái điều tốt, cúng dường, tạo ra nhiều công đức, thì chúng ta sẽ nói từ gì ạ? Bên cạnh đối ngược với tội nghiệp sẽ là từ gì ạ? Từ phước nghiệp ạ. Phước nghiệp. Cho nên là mình nghĩ rằng nghiệp đó chính là những cái thói quen mà chính bản thân mình cũng có thể chuyển hướng được những cái nghiệp đó của mình trở nên tốt hơn. Mình có những thói quen xấu nào thì mình cố gắng buông bỏ dần dần những thói quen đó để tạo thành những thói quen tốt hơn. Và mình nghĩ rằng là học Phật cũng giúp mình biết thêm một điều mà mình cảm thấy mình chắc là sẽ không bao giờ biết được nếu như mình không đọc những quyển sách đó, không nghe những lời giảng đó. Dạ, thì mình nghĩ rằng là tất cả những cái điều mà mình học được có thể giúp mình chuyển hóa thành một cái cuộc sống tốt hơn, một thói quen tốt hơn. Chỉ đơn giản như là ngày trước thì mình có thể hay quạo với mọi người, thì bây giờ mình có thể mỉm cười hơn, mình có bao dung một chút, mình hiểu rằng là họ cũng có những vất vả. Có nhiều khi những người lạnh lùng quá thì có thể là trong tâm họ có những thứ khó nói, họ những cái trải qua những cái điều mà mình không biết được. Cho nên đấy cũng là cái mà chúng ta dành một chút thời gian chiêm nghiệm lại và thấu hiểu mọi người hơn. Và mình nghĩ là mình có nói ý cuối cùng là về học Phật giúp mình hiểu được rằng là cuộc sống cũng khá là vô thường. Tuy là mình không thể đủ trình độ để mình có thể diễn tả được cái điều này và mình không thể hiểu sâu được. Nhưng mà nhiều lúc mà mình tức giận quá, mình bực mình quá và mình hay nói những cái lời tức giận và làm tổn thương nhau, thì có thể là tâm mình thì không tới mức là ác đến như thế, đúng không? Nhưng mà có thể trong cái khoảng thời gian đó, trong cái khoảnh khắc đó mình quên mất là mọi thứ đều vô thường, đúng không? Đó là rồi một ngày thì chúng ta cũng bye bye the world, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì chúng ta biết được rằng là 300 nữa mình ở đâu và người ở đâu. Cho nên chúng ta phải biết trân trọng những cái gì mà chúng ta đang có với nhau. Đấy là điều tuyệt vời nhất. Món quà tuyệt vời nhất là hiện hữu cạnh nhau mà. Nên là đấy là những cái gì mà mình đã rất là lưu tâm và mình nốt lại từ những quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh để mình tu tập mình tốt đẹp hơn, mình biết rằng là cái đời sống nó luân chuyển như thế nào. Và tất cả mọi thứ thì đều ở bên cạnh mình, dù ở bên hình hài khác. Mình nhớ là khi mà ông nội của mình là một chiến sĩ ở trong cuộc chiến Mậu Thân năm 1968. Và
ông đã hy sinh trong cuộc chiến Mậu Thân năm 1968 vào Tết Mậu Thân ở quận Tân Bình. Và mấy chục năm sau, cho tới khi chưa có mình á, bố mẹ mình, gia đình mình vẫn chưa thể tìm thấy mộ của ông. Cho tới một cái thời điểm mà khi mà có giấy báo tử của ông nội gửi về cho gia đình thì bố mình mới kể lại là bố đã ngã quỵ ở sân bay. Và bố không thể tin được, dù mình biết rằng là bao nhiêu năm không được gặp bố, tức là đối với bố mình bao nhiêu năm không được gặp bố vẫn biết là bố có thể ở đâu đó, bố có thể đã hy sinh. Nhưng mà khi nghe được tin nó cảm thấy rất là đau lòng, bởi vì đấy là người thân của mình. Ông đã hy sinh máu xương của mình cho sự bình yên, độc lập của Tổ quốc, cùng những đồng nghiệp, cùng những các anh chiến sĩ. Sau đó thì bố cũng phải tự vượt qua, vì bố biết được rằng là mọi thứ đều là vô thường. Có thể là ông nội ngay xác thịt thì không ở cạnh được gia đình mình, nhưng mà cái năng lượng của ông, cái tinh thần của ông vẫn còn ở đó, có thể được chuyển hóa thành một điều khác tốt đẹp hơn. Mình vẫn hay nhìn lên bàn thờ, hay nhìn ông, hay vào thăm mộ ông, và mình biết là ông vẫn đang ở bên cạnh mình, bởi vì từng dòng máu chảy ở trong mình cũng chính là sự tiếp nối của dòng máu của ông nội, của tổ tiên của mình từ kiếp trước, kiếp này. Mình biết là từng cái thân hình của mình cũng là sự tiếp nối của bố mẹ, của ông bà mình, dù ông đã hy sinh. Nên mình nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều là sự tiếp nối của ông bà, của tổ tiên, của những thế hệ đi trước. Và cái điều trân trọng hơn hết đó là dù chúng ta ở trong một trạng thái căng thẳng như thế nào, áp lực như thế nào, thì không được làm đau chính bản thân mình, không được tước hại những cái gì an toàn cho chính bản thân mình, bởi vì đây là tóc của ông cha, của tổ tiên, dòng máu của ông cha, của tổ tiên, và đấy là chúng ta cần đáng trân trọng nhất. Thì việc mà chúng ta cố gắng cho cuộc sống tốt hơn, chúng ta trân trọng bản thân mình và trân trọng người khác cũng là cách để chúng ta đối đáp và có hiếu với ông bà, tổ tiên, gia đình. Nên mình nghĩ rằng mọi thứ vẫn ở xung quanh chúng ta, chỉ là ở một năng lượng khác thôi. Điều đó có nghĩa rằng là bất kể chúng ta, bất kể một người nào đó chúng ta gặp, đều có thể là một người nào đó có liên kết với chúng ta, có thể là kiếp trước, có thể là sẽ kiếp này. Nhưng mẹ mình hay dặn là nếu như gặp một ai mà tuổi như bố mẹ mình á, thì hãy trân trọng đối xử với họ như cách con đối xử với bố mẹ. Nếu con gặp ai mà có tuổi như chị gái ở con thì con cũng coi người đó là chị gái ở con. Đôi khi họ có làm con tổn thương một chút thì con cũng tức giận đấy, con cũng bực đấy, nhưng con cố gắng nghĩ lại bản thân con cũng đã tổn thương rất nhiều người rồi, nên con biết cái đó để con sửa đổi, trở nên tốt đẹp hơn. Nên mình hy vọng rằng là như thầy có nói lúc nãy là Gen Z chúng ta cần cái gì, thì câu trả lời của mình ở trong mọi cuộc phỏng vấn đó là Gen Z chúng ta luôn luôn cần sự biết ơn tới những gì đã đi trước, tới những tiền nhân đã để lại cho chúng ta. Đó có thể là tổ tiên, gia đình, có thể là những thế hệ anh chị trước, giúp chúng ta có những bài học, giúp chúng ta có hơi thở, giúp chúng ta có hình hài, giúp chúng ta có cuộc sống, có điều kiện để tiếp nối những gì mà tiền nhân đã để lại và chúng ta viết tiếp, để rồi những thế hệ sau sẽ là người viết tiếp những gì chúng ta để lại, để tạo thành một cái thế hệ tiếp nối nhau những cái giá trị tốt đẹp và mang lại những cái giá trị cho đất nước, cho xã hội và cho chính bản thân mình và gia đình. Hình như là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngài có nói câu là still have gratitude, still have happiness. Chừng nào còn biết ơn thì chừng đó còn hạnh phúc. Và rất là cảm ơn Khánh Vy với những lời giao lưu chia sẻ vừa rồi với thầy. Một kịch bản không có kịch bản, một câu chuyện không có đầu đuôi gì hết á, nhớ đầu nói đó thôi. Và bây giờ thì thầy xin phép đọc một câu hỏi của một bạn khóa sinh, không biết là ở pháp đường nào, nhưng mà câu hỏi như sau. Em chào chị ạ, em sinh năm 2005 và em mới vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học quốc gia gần đây, và mọi thứ dường như đang đi lệch ray so với dự định trước đó của em. Em đang định gấp gia một năm để ôn thi lại, để em có thể đậu vào trường mà em yêu thích. Vậy theo quan điểm cá nhân của chị thì gấp gia như thế nào ạ? Các ưu và nhược về việc gấp gia và cách hạn chế vượt qua nó. Em xin cảm ơn ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn câu hỏi của quý đồng tu, cảm ơn câu hỏi của bạn. Đầu tiên khi mà mình nghe câu hỏi của bạn thì mình thấy là bạn nói từ trải qua kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Cái từ trải qua này nó nghe rất là nặng, để biết rằng là chúng ta đã thực sự
cố gắng, nỗ lực, đổ mồ hôi, công sức như thế nào để thấy rằng là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia là kỳ thi mà chúng ta đã đổ rất là nhiều những cái tâm huyết của mình vào đó. Nó không hề dễ dàng một chút nào. Và dù có kết quả như thế nào thì mình vẫn muốn nói là mình rất tự hào về bạn và chúc mừng bạn đã trải qua một điều rất rất là khó. Và không biết là bạn ở đâu, và dù bạn ở đâu hay là tất cả một số bạn đồng tu cũng đã vừa trải qua kỳ thi đó, thì mình cũng muốn gửi lời chúc mừng bạn. Mình biết là cái chặng đường nó không hề dễ dàng một chút nào, nhưng mà cuối cùng các bạn cũng làm được. Dù là kết quả có cao hay thấp thì các bạn cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Không có gì phải trách móc bản thân mình hết. Bởi vì mình hay tự dặn bản thân mình là có điểm cao thì cũng không phải là tất cả, mà có điểm thấp thì cũng không phải là tận cùng thế giới. Sẽ còn hàng trăm, hàng triệu kỳ thi ở phía trước nữa và chúng ta phải cố gắng. Về gap year, gap tức là cái khoảng trống, year là năm, tức là gap year là một cái năm trống nào đó mà chúng ta sẽ quyết định là chúng ta tạm dừng những cái việc mà theo cái quy trình như chúng ta đi để chúng ta tìm ra cái hướng mình muốn, hay chúng ta muốn làm những cái việc gì đó mình thích. Ví dụ như là có một số bạn học xong cấp 3 thì các bạn sẽ không đi học nữa, mà các bạn sẽ gap year để các bạn 1 đến 2 năm trước khi các bạn quay trở lại với kỳ thi đại học, hay là các bạn học đại học, hay là có rất là nhiều những cái ví dụ của gap year. Bản thân mình thì chưa bao giờ gap year bao giờ cả, nên là mình chưa thực sự hiểu. Nhưng mà với những người bạn xung quanh của mình gap year thì mình thấy điểm ưu của gap year thứ nhất, đó là bạn có thể thực sự có một cái giây phút pause, tạm dừng, nghỉ ngơi và suy xét lại là mình thực sự muốn cái gì, mình giỏi cái gì, mình không giỏi cái gì. Từ đó bạn có định hướng phát triển tốt hơn cho chính bản thân mình. Có thể là bạn thi lại ngôi trường bạn thích, có thể là bạn cố gắng cho một cái sự nghiệp nào đó. Cái thứ hai, cái ưu điểm của gap year đó là các bạn có thể dành cái thời gian đó để các bạn đi làm thêm ở một nơi nào đó, để các bạn rèn rũa thêm cái kỹ năng cho bản thân mình. Thì các bạn sẽ có thêm cái năm kinh nghiệm, cũng là một lợi thế cho các bạn khi nào đi làm chính thức. Tuy nhiên với gap year mà từ cấp 3 lên đại học thì mình thấy rằng là cái kinh nghiệm làm việc á, nó sẽ không có quá là ảnh hưởng sâu sắc. Và khi mà các bạn đi làm gap year trong năm đại học, trong năm tốt nghiệp cấp 3, và sau đó thì bạn vừa ôn thi nữa, thì có thể nó sẽ hơi cực bạn một chút xíu. Cho nên nếu mà bạn đã quyết tâm là ôn thi lại thì mình hoàn toàn ủng hộ, bạn sẽ ôn thi lại. Đừng chần chừ, hãy ôn thi lại và thi đến khi nào bạn đạt được giấc mơ của mình thì thôi. Còn về cái ưu và nhược của gap year thì đấy là cái điều mà mình nghĩ. Nhiều khi là năm 18 tuổi chúng ta chưa có quá nhiều định hướng, chưa thực sự hiểu mình muốn gì và làm gì. Cái việc mà chúng ta vừa học vừa làm là hoàn toàn có thể. Mình cũng vừa đi học đại học, mình cũng vừa đi làm thêm, và song song đó thì mình vừa có thể kết hợp được những kiến thức mình học trên trường, mình vừa kết hợp được những cái gì mình học từ những người sếp, từ những công việc mình làm, từ những tổ chức. Nên mình thấy là điều đó mình hoàn toàn có thể song song được. Nên nếu có thể thì với nếu là mình thì chắc là mình sẽ dành cái gap year đó để ôn thi lại. Tuy nhiên mọi lời khuyên đều chỉ là lời khuyên mà thôi. Cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta lắng nghe, chọn lọc và tự biết trái tim mình muốn gì, cái đầu mình muốn gì để mình đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Và dù bạn có đi hành trình nào, bạn có đi theo hướng nào, thì mình vẫn chúc là bạn sẽ có được đủ sự an yên, bản lĩnh vững vàng trên con đường bạn đi nhá. Cảm ơn Minh Huy. Tiếp theo là một câu hỏi bằng tiếng Anh, nhưng mà thầy xin phép dịch ra tiếng Việt. My name is Lua, là không biết lụa, lửa hay lúa. I come from Central Park. Là sao? Công viên trung tâm hả? Em, bạn có thể là Central Area, kiểu miền Trung đúng không ạ? Chắc là miền Trung ha. Dạ. Miền Trung. Em big fan of you. I have some questions. I'm quite worried when I stand up many people, how do I become confident? Có nghĩa là bạn cảm thấy bạn lo lắng khá rụt rè khi bạn đứng trước nhiều người, và đó đã trở thành một cái sự cố lớn của mình. Thì chắc là bạn muốn có cái lời khuyên từ Khánh Vy khi mà đứng trước đám đông như thế nào, có sự tự tin đó. Xin Khánh Vy chia sẻ các bạn. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Your English is good. Keep going. Nhưng mà bạn không có tên đúng không ạ? Bạn là không biết lua. Lua, nice to meet you, lua.
thank you for your question. I'm gonna answer it in Vietnamese. How to be confident? Làm như thế nào để trở nên tự tin hơn? Theo bạn, tự tin là gì? Có thể có bạn nào giơ tay trả lời được không ạ? Mình giao lưu với nhau tí. Yo, xin mời đồng chí. Yeah, yeah, yeah. Yes. Lên đây luôn, lên đây luôn, lên đây luôn. Bạch thầy ở cho bạn lên đúng không ạ? Dạ. Rồi. A Di Đà Phật, chào bạn. Bạn tên gì ạ? À, dạ em tên là Quách Thái Việt Khang, em vừa tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế của trường Đại học Cần Thơ ạ. Rồi. Thế theo cậu tự tin là gì? Theo mình, tự tin là mình sẵn sàng đối mặt với một cái thử thách mới mà mình không sợ cái điều đó. Ví dụ như mình đang đứng trước các bạn thì mình hãy tự tin lên đây và xem tất cả mọi người như những củ khoai và mình sẽ không sợ các bạn. Tuyệt vời quá! Tức là bí kíp của mình là coi tất cả là củ khoai. Vâng, chính xác. Kể cả người đứng bên cạnh mình. Dạ, cũng được. À, thì cái điều em muốn nói là tức là khi mà mình xem mọi người là những củ khoai, tức là mọi người vẫn giống nhau thôi, thì mình có làm sai, mình có làm đúng, làm tròn ngờ nghệch gì đó thì họ sẽ không thể nào tác động được mình, và những cái đánh giá của họ thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới mình đâu. Nên là mình hãy cứ tự tin và làm những gì mình thích. Wow, quá tuyệt vời. Bởi vì là trả lời quá là trơn tru và quá là giỏi đi, thì cho mình hỏi thêm một câu nữa là trong thang điểm từ 1 tới 10, bạn đánh giá cái độ tự tin của mình nằm ở số mấy? 8,5. 8,5 ạ, cả lớp cho bạn điểm 10. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Một ý kiến rất là hay. Thank you. Tức là một cái bí kíp mà chúng ta có thể học được từ bạn đó là khi mà mình đứng trước đám đông thì mình coi là ai cũng giống nhau thôi. Tất cả chúng ta đều có những cái khiếm khuyết, có những cái ưu điểm riêng của nhau. Nên là kể cả làm sai thì chúng ta biết là chúng ta cần có những điểm hoàn thiện hơn. Dạ vâng ạ. Có bạn nào muốn lên chia sẻ về bí kíp tự tin nữa không ạ? Có bạn nào muốn chia sẻ về bí kíp tự tin xin không? À, xin mời bạn Áo Hồng. Rồi. Rồi bây giờ từ giờ có thể là Vi có thể đứng để chia sẻ với các bạn nha. Thầy. Rồi, xin chào cô gái. Cô gái tên gì? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con xin kính chào quý thầy. Và em xin chào chị Khánh Vi. Và mình xin chào toàn thể các bạn khóa sinh có mặt trong pháp đường, tất cả các pháp đường ngày hôm nay ạ. Dạ, cho em xin được phép xưng bằng mình với tất cả các bạn ạ. Và theo như mình thì sự tự tin nó đến từ thứ nhất là chữ tự, là tự, cái sự tự chuẩn bị của bản thân, và chữ tin là tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào chính cái khả năng của và năng lực của bản thân mình, và hai cái đó mình sẽ cộng lại với nhau, và sự tự chuẩn bị của bản thân trước khi làm một điều gì đó, và cái thứ hai là sự tin tưởng vào khả năng, năng lực của bản thân mình, cũng như là tin tưởng vào những lời nói, hành động của mình, thì hai cái đó cộng lại với nhau nó sẽ cho ra một sự tự tin hoàn hảo nhất, và mình có thể làm tất cả mọi cái điều mà mình muốn một cách thành công nhất cũng như là viên mãn nhất theo cái bản thân mình, theo cái ý chí của mình, theo cái sự nội tâm của mình ạ. Và ngày hôm nay, thứ nhất là mình hữu duyên được gặp chị Khánh Vi ngày hôm nay và được giao lưu với chị. Thứ nhất là do một phần là mình cũng có duyên và mình cũng có đủ phước lành để có mặt ngày hôm nay và có mặt ở Pháp Đường 1 ngày hôm nay. Và thứ hai nữa là mình tin rằng mình có đủ sự tự tin, mình có đủ cái sự tin tưởng vào bản thân mình. Chính vì vậy cho nên là mình đã dũng cảm giơ tay lên để trao đổi với chị và để chia sẻ cái bí quyết về sự tự tin của mình ngày hôm nay. Và mình cũng tự tin chấm cho bản thân mình có sự tự tin 9,5 trên 10. A Di Đà Phật, cảm ơn em. Trời ơi, các bạn khóa sinh ở đây quá tuyệt vời. Mình cảm giác như là các bạn có thể lên đây để chia sẻ cùng tất cả mọi người luôn ạ. Wow, mình hoàn toàn đồng ý với các bạn luôn. Phải nói rằng là mình tin là ở trong đây tất cả chúng ta đều có phần tự tin, có phần chưa tự ti, và có thể nói là có phần tự ti nữa.
Nên mình nghĩ rằng là với những bên cạnh những ý kiến của các bạn thì chúng ta có thể tổng kết lại cái câu hỏi tự tin bằng một cái câu quote mà mình rất là thích, đó là tự tin không phải là chúng ta bước vào trong một căn phòng và chúng ta vỗ ngực chúng ta là người giỏi nhất. Tự tin là khi chúng ta bước vào trong một căn phòng và chúng ta biết chúng ta không phải là người giỏi nhất, nhưng chúng ta biết là mỗi người đều có một thế mạnh riêng, một sở trường riêng, tất cả cũng giỏi theo cách riêng. Vì vậy không có gì ngoài việc học hỏi lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chính bản thân mình. Nên là chúc tất cả chúng ta tự tin theo cách riêng của mình.